Ôi, tôi gặp chú rể tôi lại có một cái sự đồng cảm gì đó. Tôi thích anh rồi đó. Em bao nhiêu tuổi rồi cưng? Dạ em xin giới thiệu, em tên Chí Thành, năm nay em 32 tuổi, em làm nhân viên bán hàng, còn đây là vợ em. Em tên là Lê Hồng Hương, năm nay 31 tuổi, em làm quản lý đơn hàng cho công ty Nike. Rồi trong trường hợp nào quen nhau? Ngày trước em làm ở bên công tác phường, em làm bên đoàn, còn anh làm bên dân quân. Đoàn với dân quân thì thường liên kết với nhau. Sau một buổi công tác đó thì một nhóm mới tổ chức là đi hát karaoke. Nhà em một có quy định là lúc nào cũng phải 9 giờ là phải về tới nhà. Cho nên em đâu thể nào ở lại. Thế là mọi người phân công anh ấy chở em về. Khi em chở Hương về nhà xong, hôm sau thì em lên trên phường á, thì anh em có hỏi là không biết hôm qua mày chở Hương về mày có bị bầm hay là chỗ nào không. Ủa sao vậy? Tại vì ở phường Hương là cũng có cái tiếng là dữ và rất là khó tính. Ồ vậy đó hả? Chị có thấy dữ đâu? Thì dữ khó tính với những trường hợp nào mà em không thích mà cứ lăng nhăng mà nói nhảm. Em có bị nói nhảm không? Dạ không. Nhưng mà lâu lâu cũng nhắn tin nhảm nhảm chút xíu. Ấn tượng đầu tiên em gặp chồng em là sao? Hiền, ít nói. Mà ngày trước á, ảnh đẹp trai lắm chứ không phải ít tóc giống vậy đâu. Ủa, bộ mấy người ít tóc là mấy người xấu trai à? Không phải. Không phải, mà nói đẹp trai thiệt. Đẹp trai cũng có chứng thành á. Ây cha, thành ra bây giờ là Chí Thành. Rất là nhiều tóc. Thấy chưa? Thầy chị coi nè, tóc nhiều lắm chứ bộ. Sao bất ngờ vậy? Vậy sao tự nhiên bây giờ tóc em lại từng cộng rơi? Do cái di truyền của gia đình á chị, như mấy ông. Đây là chụp cách đây mấy năm à? 7-8 năm á. Dạ, 7-8 năm mà thời gian nó đưa đi một số tóc đáng kể. Ủa em cua nhau làm sao? Mà sau cái buổi em chở Hương về thì mấy anh em nói Hương khó tính vậy. Mà mày chở mà mày không có bị gì hết. Vậy anh em mới thách đố em là mày có dám nhắn tin chọc Hương và mày cua được Hương, Hương mà tới chở mà đi chơi á, thì anh em sẽ khao mày chồng nhậu. Và thế là em nói giờ anh em được đưa cho mình số điện thoại đi và mình sẽ nhắn tin. Lúc đó em nhận được cái tin nhắn là: em ơi, em đang làm gì vậy? Em có đi chơi đâu không? Em ăn cơm chưa? Ngày nào cũng nhận được những cái tin nhắn giống vậy anh. Ở vườn buồn quá đi, cái anh em mới nhắn thật đố em thêm một lần nữa, nói mày nhắn cho Hương cái chữ I love you không. Cái em mới nhắn hỏi anh là anh có bị bệnh gì không. Cái anh nhắn trả lời em gì nè: bị bệnh thì sao yêu em được. Kết quả là em nhận được em... câu đồ khùng hả? Dạ. Rồi phủ vàng quá. Rồi lúc đó em nhận được rồi em có thấy nản chí không? Dạ không, lại tấn công tiếp. Mưa dầm thấm đất đúng không? Dạ không, em thắc mắc một điều á, ban ngày khi mà công tác chung với nhau á thì mặt anh lúc nào cũng đóng vậy đó, mà giống như là người xa lạ không hề quen biết. Mà tối về thì lúc nào cũng nhắn nhã hãm hỏi mấy câu là em khỏe không, em đi làm về có mệt không. Cho nên cái thái độ với lại cái tin nhắn buổi tối á, làm cho em cảm thấy là con người này khác lạ, bí hiểm. Dạ, quá đúng không? Nên em ghét, cua cho bằng được. Em cua làm sao? Cái hôm mà em với ảnh đi chơi á. Ai rủ? Em là người rủ. Hôm đầu tiên đi với nhau là đi đâu? Dạ đi uống cà phê. Chuyện gì xảy ra? Dạ không, đi chơi với ảnh thì em chỉ có đọc thoại thôi, kể cho ảnh nghe đi làm ngày hôm nay làm sao, gặp cái gì, căng thẳng làm sao. Thì ảnh cứ ngồi: biết rồi. Em chị hỏi nè, cái lần đầu tiên em đi chơi với vợ em á, là lúc đó em đi bằng cảm xúc thật hay là vẫn là do cái kích kia để mà em chấp nhận đi chơi với cổ? Em chấp nhận đi chơi với cô ấy á, để mình có được cái độ kia. Bao lâu thì em lên phường đón ảnh? Khoảng 2 năm. Có nghĩa là cái độ nhậu của em kéo dài tới 2 năm em mới được chung hả? Tại vì cứ mỗi lần mà cô ấy đi công tác hay là đi đâu rồi là mua cho em một phần quà, mà trong phường á thì không ai có. Có một cái chị nói: ồ, chắc bé Hương nó thích mày. Thì em mới nhớ lại là mình còn cái độ ở đó. Em mới hẹn cô ấy đi chơi mà cô ấy là phải tới phường chở em đi. Rồi tiếp theo đó thì cái cuộc nhậu đó xảy ra như thế nào? Thì mấy ngày sau là chung cho em cái độ nhậu mà chỉ có anh em đi thôi chứ không có cho cô ấy đi. Hương biết không? Dạ không. Bao lâu thì Hương biết là do bị kích bác mà yêu? Dạ sau đám cưới. Sau đám cưới hả? Tội nghiệp em quá. Tôi nghĩ nếu như em mà biết trước đám cưới chắc em đè em nhổ không còn cộng tóc. Bây giờ là cái hành động nào, thời điểm nào mà em chấp nhận cái tình cảm? Có một hôm tụi em đi câu cá. Câu thì đó hồi cái Hương mới rủ em qua bên cái chòi bên cạnh ngồi chơi. Cái cô ấy nói thôi mình đã quen nhau 2 năm rồi, thôi bây giờ mình tiến tới bước nữa là để tìm hiểu nhau đi. Mà lúc đó em cũng không muốn cho cô ấy buồn, em cũng Lúc em nhận được cái câu của ảnh á chị, em sốc, suy nghĩ là không biết mình có bị lầm không. Thì em về em mới tham khảo ý kiến của chị em, mấy chị làm chung với cô ấy nè, thấy mọi người cũng đồng tình với mình, thôi mình yêu em. Trời ơi.
Vậy thì cái thời gian hẹn hò của mấy bạn có chuyện gì vui không? Có một lần á, ảnh chở em đi chơi thì về gần đến nhà rồi thì ngay cái cầu đó nó bị ngập nước, thì ảnh mới sợ em bị ướt chân, ảnh mới kêu em là quắp hai cái chân lên người ảnh đi. Em vừa quắp lên á thì tự nhiên cậu anh ấy xuất hiện. Cái cậu em hỏi, ủa hai đứa bay đi xe của gì mà ngồi gì kỳ thế? Dạ em hỏi, ôm nè. Câu hai cái giò lên cái eo em, giò giờ em ngắn nữa. Thì lúc đó thì ngồi sát quá thì cậu em mới hỏi là tụi em ngồi gì mà con mũi không bay qua được. Em mới nói gỡ lại là ngồi vậy mới tình chứ đang yêu mà. Cậu góp ý nhẹ đó. Dạ. Sát gì mà sát gạt vậy đó. Sát gạt mà mũi bay qua không có được luôn á. Lúc đó trời em quê mà không thể nào tưởng tượng được. Nhưng mà chị rất là tò mò. Tụi em lấy nhau rồi em phát hiện ra là chồng em bị kích mi yêu em. Cái cảm giác của em là làm sao? Cũng hơi buồn chứ chị. Nhưng mà sao mà em biết được? Thì vô tình á, ngồi chung với bạn ảnh thì tự nhiên mấy bạn ảnh táp là ngày xưa á, là tại vì em mà thua mất chồng nhậu. Chị anh cá độ với em Thành á, mà nó cua được em là thua chồng nhậu. Trời lúc đó máu dồn lên. Trời đất, quay cuồng sụp đổ. Dạ, trời ơi, rồi. Biết làm sao, lỡ trao thân rồi. Chắc hết nguyên cái bàn luôn á. Không có, trước mặt mọi người mới lịch sự với anh. Kìm nén lại. Mà về tới nhà thì em mới kêu ảnh vô phòng hỏi là ngày xưa anh quen em vì chồng nhậu hả? Cái ảnh mới nói chứ đâu có chồng nhậu hả? Đúng không? Mới nghe kể tức thì luôn á. Cái ảnh mới nói chứ tại ngày xưa á, ai biểu tại em dữ quá làm chi thì mọi người mới kích anh. Mà nhờ vậy em mới được lấy được anh á, em thấy không? Trời ơi, chảnh ghê luôn ta ơi. Được anh nữa. Ừ. Tại lúc đó mình đẹp trai mà. Đẹp trai mà. Anh mà. Chẳng hạn mà nó nghe được câu này chắc có lẽ là nó hãnh diện lắm. Cứ ngà rồi cái lúc mà đưa bà xã về ra mắt gia đình á, tụi em có được sự đồng thuận của gia đình liền không? Cũng một thời gian nữa thì Hương mới nói em là thôi mình cưới nhau đi. Ừ. Thì em mới về em thưa với ba mẹ em. Ừ. Thì ba mẹ em mới nói là 30 tuổi nó mới được cưới. Cái lúc đó em mới 27. À, tức là trong 3 năm nữa mới được dạ, cưới. 3 năm nữa mới được cưới. Dạ. Rồi lúc đó làm sao? Lúc đó cũng chưa có kinh phí lắm. Cứ là phải tự lo. Hai vợ chồng thì bán bông bóng, bán dừa. Hai đứa thì chân ướt chân cáo thì không biết chỗ lấy dừa ở đâu. Mà khi ra mua thì mua 500 trái thì người ta bắt chở về. Mà bữa đó hai đứa tính nếu mà 500 thì mình chở về không lợi nhiêu. Em quốc luôn một thiên là nhiêu? Một thiên là 1.200 á chị. 1.200 trái dừa. Thì cái một thiên người ta sẽ chở về nên mình không có tốn kinh phí. Lời không chứ? Lời không? Dạ 1.200 trái dừa mà bán được có 500 trái à. Vậy bán chưa được hơn nữa đâu. Tại vì mới lần đầu tiên bán dừa mà chị. Kinh nghiệm chặt dừa của em quá phong phú đi, bởi chặt nó phạm hoài. Trái dừa cúng của người ta thì phải tròn. Còn trái dừa cúng của chồng em gọt á thì trái thì hình thoi, trái thì hình bồ dục, trái thì bị móp, trái thì bị méo. Trời đất ơi, vậy có nghĩa là lỗ hả cưng? Nói chung cũng không lỗ. Lúc đó em bán có 4.500 à, mà mấy người khác thì người ta bán 7-8.000, mình ta bán hết. Cái thế là có một cái bác đó, bác mới nói chứ sao con không bán lên thành 5.000. Xong cái em mới suy nghĩ hồi mới bán 5.000, trong vòng một ngày nó bán hết sạch. Hay quá ha. Có nhiều khi cái số 4.500 không có hợp với mình. Nhưng mà của em còn có khuyến mãi đặc biệt là người nào mua 5 trái là chở về tới nhà. Chở về tới nhà luôn. Vậy hả? Tại vì mình bán chậm quá đi, mình khuyến mãi luôn. Đồng vợ đồng chồng vậy cũng dễ giàu lắm à nghe. Vậy khi cưới về có những chuyện bất ngờ về người bạn đời của mình? Em bất ngờ cái là trước khi đi ngủ là cứ bắt em gãy lưng quay bay nữa chứ. Rồi lúc trước khi lấy chồng ai gãy lưng cho? Trước khi lấy chồng á thì tại em nằm kế bên mẹ á thì cứ kêu mẹ xoa lưng. Vậy ngày nào không có mẹ chắc tự gãi. Rồi ngược lại thì có gãy lưng chồng em không? Cũng dễ thương lắm chị, thích coi phim siêu nhân. Phim một hình ai cha vẫn thích coi phim siêu nhân mà. Dạ. Siêu nhân hay sao? Siêu nhân cây. Mới đây có siêu nhân thần kiếm nữa, anh coi chưa? Ngoài coi phim hoạt hình ra còn thích phim gì nữa không? Dạ không, có chứ, phim hoạt hình với siêu nhân có hai cái đó. Anh bộ không có thích coi phim kinh dị à? Thôi ghê lắm anh ơi, ảnh cực kỳ sợ ma. Cùng cảnh ngộ. Bây giờ ổng sợ ma cỡ nào kể nghe coi. Bữa đó là hai vợ chồng không ăn cơm tối thì lúc đó là 10:30 11 giờ rồi, hỏi là anh có đói bụng không? Cái anh kêu đói bụng em. Nói vậy thôi giờ anh xuống nấu mì gói hay chồng ăn. Cái tầng em trên tầng 3, nhà bếp ở dưới tầng trệt. Cái ông nhìn xuống tắt đèn tối thui à. Cái ông mới hỏi hai ơi hai ngủ chưa? Không thấy tiếng trả lời. Năm ơi năm ngủ chưa? Không có tiếng trả lời. Lẳng lặng quay vô kéo cửa lại nói một câu rất là nhỏ nhẹ. Thôi mình đi ngủ đi em. Lúc đó em mới biết chồng em sợ ma đó. Dạ đúng rồi. Em sợ ma đâu có mình em đâu, còn vợ em nữa nè. Hương không sợ luôn hả cưng? Em mới phát hiện cứ ngủ dậy đi toilet gõ gõ
anh dậy anh hỏi làm gì toilet mà toilet ở dưới tầng dưới bắt em mở cửa ra ngồi chờ cửa đi lên rồi mới đóng cửa lại có lẽ là giấu á giấu kỹ lắm giờ mới lòi trong cái đời sống hai bạn từ lúc mà kết hôn với nhau điều gì mà bạn muốn người bạn đời của mình thay đổi em muốn ảnh á bớt coi phim hoạt hình lại rồi chững chạc hơn chút em thì chỉ muốn vợ em bớt cằn nhằn lại để cho em coi siêu nhân cho nó nhiều nhiệm hai vợ chồng muốn người vốn thực ra thì vợ chồng bà ba mẹ đặt ra là 3 năm mới được lấy 3 năm để mà cùng phấn đấu chứng minh cho gia đình biết và bây giờ là 3 năm đã ở với nhau đúng không mà cái điều mà hai vợ chồng á mong muốn nhau bé xíu 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 đó thôi chồng bớt coi phim hoạt hình đi một chút thôi bây giờ đổi đi đi ra rạp đi coi những cái phim mà dành cho người lớn đó. Về tình cảm tâm lý xã hội hay là nếu có đi coi hoạt hình thì dắt con đi theo thì cái thú vui của chồng nó sẽ tạo một cái sự thú vị lan tỏa trong gia đình rồi vợ em sẽ bớt cằn nhằn bớt cằm ràm về cái chuyện coi phim em yên tâm đi vậy nhé dạ. Cảm ơn hai bạn. Cảm ơn chị.